Xin chào tất cả mọi người. Tôi thành thật là chia buồn cho những cái quý anh chị nào đang cầm tiền mà trong cái thời gian vừa rồi không kịp bắt đáy Vinhome Ocean Park với những căn 30%, cắt lỗ sâu 30%, thì cái thời gian vừa rồi các quý anh chị không chớp lấy cái cơ hội thì cái cơ hội nó đã vụt qua rồi anh em ạ. Thì đại đa số là những cái căn, ví dụ trước đây là đảo Dừa nhé, người ta mua 16, 17 tỷ thì người ta bán cắt lỗ đi khoảng tầm 12 tỷ rưỡi cho đến 12 tỷ 8. Nhưng mà thực sự đến bây giờ là vẫn có nhưng mà rất là khan hiếm, bởi vì những cái nhà đầu tư họ ôm mất rồi. Thế thì có những cái căn trước đây nó khoảng tầm cắt lỗ đi khoảng tầm 12 tỷ, đảo Dừa 120m², tức là nó khoảng tầm 120 triệu. Thế thì bây giờ những nhà đầu tư lớn người ta mua, người ta gom lại. Kể cả như là Vinhome chủ cũng mua lại để ổn định bình ổn lại giá nhé. Thì bây giờ có những cái các bạn thấy trên thị trường rất là nhiều chủ đầu tư bán lại, bán ra hàng mới nhé, nhưng mà thực ra là gom lại của những cái người mà cắt lỗ 30% á, thì bây giờ chủ đầu tư lại bán ra. Nếu mà anh nào mà thanh khoản thanh tức là trả tiền mặt trước sớm ấy, thì chủ đầu tư sẵn sàng là tặng xe VinFast rồi cắt cho 10%. Thế thì thực ra là những cái thời kỳ mà trước đây lãi suất ngân hàng nó tăng lên khoảng tầm 13-15% thì nhiều nhà đầu tư không chịu được, và do vay có những người mua là 34 tỷ 180m², cộng với tiền chênh là 36 tỷ, mà bây giờ bán ra là 24 tỷ cho đến 25 tỷ, thì chủ đầu tư đương nhiên là họ ôm rồi. Có những người mà bạn tôi thì rất là may mắn là ôm được căn là 36 tỷ thì bán cắt lỗ đi thì còn 20-25 tỷ đấy. Thì anh ấy cũng rất là quyết liệt và đã chộp lấy cái cơ hội đó. Còn lại những người khác mà đến thời điểm này mà anh ấy có căn nào cắt lỗ hay 30% không, thật ra là rất khó anh ạ, giờ không còn nữa. Đại đa số là các nhà đầu tư cá mập ấy, họ vào họ gom hết những căn nào mà cắt lỗ 30% người ta mua hết đấy. Thì quý anh chị cứ chần chừ thì là mình mất đi cơ hội và mất đi cái số tiền mình lãi ngay 30%, hoặc là đến thời điểm này thì 20% còn. Thế thì lãi bây giờ các bạn làm cái gì ra, một năm các bạn lãi ngay được 20%, đúng không? Mà các bạn thấy sản phẩm của Vinhome ấy, nó quá đẹp và nó quá đẳng cấp rồi, không thể nói được, bàn cãi được, đúng không? Về cái sự cái tiện ích này, cái công năng sử dụng của Vinhome nó quá đẹp và cái vận hành của nó cũng rất là tốt đó. Vì vậy mà quý anh chị quan tâm đến Vinhome ở Sơn Bắc Hưng Yên thì hãy ngay lập tức liên hệ với tôi để bắt đáy khoảng tầm 20-25% nhé. Quý anh chị hãy để lại bình luận bên dưới và chia sẻ cái video này cho bạn bè của mình được biết để có nắm được cái cơ hội này. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.